Xin chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Và hôm nay, chương trình chúng tôi sẽ gửi đến quý vị khán thính giả và các bạn một tập đoàn truyện ngắn nói về cách chọn lựa chim họa mi. Phải nói rằng về kinh nghiệm chơi họa mi thì người Hờ Mông là bậc thầy. Họ vốn quen với con họa mi còn hơn là người miền xuôi quen với chim gáy. Đi khắp các làng quê vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, bạn có thể thấy nhiều nhà có lồng chim gáy treo trước hiên. Nhưng khi lên với đẻo cao, bạn sẽ thấy họ không chơi chim gáy, họ chỉ chơi chim họa mi. Chiếc lồng họa mi treo ngay đầu hồi nhà, con chim tha hồ véo von đua giọng với những lũ chim hoang dã sau nhà. Thậm chí chủ nhà để quên không cất đi, nhưng cơ hội vắng chủ, chim rừng còn xông vào đả nhau chí tử với con chim nhốt trong lồng. Vì thế, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông Hơ Mông đi đâu cũng xách chiếc lồng họa mi, lên nương, dao dắt lưng, vai vác cuốc, tay kia là chiếc lồng họa mi. Đi chơi nhà bạn, chiếc lồng với con họa mi đi theo. Xuống chợ phiên ngày thứ bảy, chủ nhật, vật bất ly thân là chiếc lồng có con họa mi véo von. Tiếng hót bập bềnh lên xuống theo theo bước chân trên những con đường đèo quanh co dựng đứng. Ngồi trong chợ, uống rượu thắng cổ với thằng bạn, bà vợ ngồi nép sau lưng, con họa mi ngay dưới chân. Rượu say bí tỉ, ngã chổng quèo, tay vẫn giơ cao chiếc lồng có con họa mi bên trong. Con chim họa mi gắn liền với văn hóa vùng cao. Con chim họa mi, chàng ca sĩ tài hoa của núi rừng, người võ sĩ trên những trận địa. Cách chọn chim họa mi chiến của người Hơ Mông thật là tuyệt vời. Người đầu tiên chỉ giáo về nghề chơi họa mi cho tôi là một ông già, người Hơ Mông, sinh ra và lớn lên trong vùng Simacai, bốn mùa mây phủ. Giờ ông đã là người thiên cổ, nhưng ông đã truyền lại cho tôi những kinh nghiệm để đời. Mỗi khi Tết đến xuân về, xách chiếc lồng họa mi đi chơi, tôi không quên rót một chén rượu, tưới xuống đất, mời vong linh ông về đi cùng. Mỗi khi xách chiếc lồng mi đi bẫy, tôi không quên chờ tổ nhập thổ, khấn thầy về, cùng ngao du cho thỏa chí như lúc sinh thời thầy trò có nhau. Ông dạy tôi, mày nhìn này, cái mồm con chim nó phải thẳng và nhọn như cái tên nỏ, sống dọc ở mỏ trên của nó phải cao như sống lưng con rắn ráo, hai cái mép nó như mép con rắn, cái đầu như quả bàn, đánh nhau giỏi lắm nha. Cái cổ chân nó phải to, móng chân cũng phải to, móng chân phải ngắn, nó giữ mới chặt, nó cấu mới đau, mày nhớ chưa? Con mi chọi đứng trong lòng, cái mỏ phải chọc lên nóc lòng là mới là con chim để chọi. Cái mỏ chỉ ra cửa, không đánh nhau được đâu. Cái ngực nó bẹt, cái lưng nó gù, cái lông nó giống màu cái hoa lâu thì mới là con chim hay đánh nhau. Cái mắt đen của nó phải thật bé, cái mắt trắng phải thật to, mắt méo mới được, mắt tròn giống mắt con chuột thì chỉ có đem nướng ăn mà thôi. Sau này, càng chơi tôi mới càng thấy lời ông dạy thật đúng. Họa mi chiến tốt nhất là chọn con mắt méo hạt chanh, quần mắt rộng, con ngươi phải thật nhỏ, mỏ thẳng, dài, hàm bạnh. Mỏ tam sơn, nghĩa là mỏ trên có sóng mỏ nổi cao, nhìn trực diện có hình tam giác. Đặc điểm nữa là riêng vùng cao này, giống chim lông màu lật lợt, hay đánh và đánh nhau cực hay. Và đến đây câu chuyện xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã lắng nghe, theo dõi chương trình này. Một lần nữa xin cảm ơn.